Xin chào các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 2, tập 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài luyện tập bài 106 và trang 23. Bài 1 tính nhẩm. Bốn chia 2 được 2. 8 chia 2 được 4. 6 chia 2 được 3. 12 được 5, 7, 9, 8 và 10. 2 x 5 là 10, 2 x 7 là 14, 2 x 6 là 12, nó là 16. Năm, bảy, sáu, tám. Bài số 3 có 12 cái bánh xếp đều vào hai hộp, mỗi hộp có mấy cái bánh? Rồi, câu trả lời như này: số cái bánh, bỏ chữ hỏi, bỏ chữ máy. Số cái bánh mỗi hộp có thành chữ là. Số cái bánh này. Mỗi hộp có thêm chữ là vô. Mười hai chia cho hai bằng sáu cái bánh. Đáp số. Sau cái bạn. Bài số 4 có 12 cái bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có hai cái bánh, hỏi có tất cả bao nhiêu cái hộp? Rồi, số hộp bánh, bỏ hỏi, bỏ máy. Số hộp bánh có tất cả thêm chữ lại vô. Mười hai thế chia cho hai bằng bao nhiêu? Sáu hộp bánh. Đáp số. Sáu hộp bánh. Rồi, bài số 5. Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm 1/2. Hình đó. Phần trắng và phần đen. Hai phần bằng nhau. Phần trắng và phần đen, hai phần bằng nhau. Cái này hai phần trắng và một phần đen, không được. Cái này một phần trắng và một phần đen bằng nhau. Rồi, bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo.